Chiều qua, chiếc tàu trên với 9 ngư dân xuất bến tại cảng cá Đông Tác, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, mang theo lương thực, thực phẩm, 500 lít dầu, 700 cây đá cùng ngư cụ đi đánh bắt cá ngừ đại dương. Khi vừa rời khỏi cửa biển đà diễn khoảng 1 hải lý, thì tàu hỏng máy, mất lái, trôi giạt vào bờ biển phường 6 và bị sóng đánh vỡ. Rất may là các ngư dân trên tàu đã kịp thoát ra ngoài, được người dân địa phương và bộ đội biên phòng cứu vớt. 14 giờ ngày hôm nay, tàu cá PI90874TS của ông Đặng Ngọc Đánh có giá trị gần 1 tỷ đồng đã được đưa lên bờ trong tình trạng hư hỏng gần như hoàn toàn. Điều đáng tiếc là do bảo hiểm của tàu cá này đã hết hạn nên ông Đánh phải chịu mất trắng khối tài sản lớn này.